Hỏi ấy cho con. Út ta măng gầy na hoành đề hằng sang khanh cha đô vi đốt ta măng sang khai vô khá li tô đô sô sang bộ kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn phước báo ạ. Dạ, con kính dâng mic trở lại cho Ngài. Quan tụ tên tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Soa thala tho su vi to guru no ho bo tha sa sa ne a ro go su vi to ho i sa ha sa be nya ti pi sa thala tha su vi ta guru na ha bo tha sa sa ne a ro ga su vi ta ho i sa ha sa be nya ti pi te a thala tha su vi ta guru na ha bo tha sa sa ne a ro ga su vi ta ho tha sa ha sa be ị nhà tị phi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ sa thủ lành thai a ca sát tha cha phúng mát tha đề qua na ga mất thi ca bốn nhân nô an mô đàn tu chi rằng rắc khăn tu xa xa năng a ca sát tha cha phùng mát tha đề qua na ga mất thi ca bốn nhân nô an mô đàn tu chi rằng rắc khăn tu nô ga ru a ca sát tha cha phùng mát tha đề qua na ga mất thi ca bốn nhân nô an mô đàn tu chỉ rằng rắc khăn tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum mát tha đề qua na ga mất thi ca bốn nhân nô an mô đàn tu chỉ rằng rắc khăn tu ba ni nô a ca sát tha cha phum mát tha đề qua na ga mất thi ca bốn nhân nô an mô đàn tu chỉ rằng rắc khăn tu nô Sa đà. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan nghị Phật đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ, an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thụ đạo màu, tu hành tinh tận ngộ vô sanh. Văn kinh chế cô sa la cam mang cặp tắp bằng kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta san nhi nô a ti dê cha sát ta san nhi nô ca tăng quân nhá pha la ni hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê về tăng ca tăng su vi đi tăng đinh năng bùn nhã pha lăng ma ya về cha ta tha na cha nan ti đề hoa gan toa ni huệ đa dùm sắp bề lô cầm hi về sát ta
Chi-wan-ta-ra-e-tu-ka Ma-nun-nhang-pho-cha-nang Sap-pe-la-phan-tu-ma-ma-che Ta-sa-ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời, đao lợi, thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chủng đơn hầu mặt ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sinh an mạng tường. Xin thâu phước bảo quần quá thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Phước báo mà chúng con bà trong sạch làm được ngày hôm nay, con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của con đã quá vãng rồi. Cầu mong cho các vị ấy hằng có được sự yên vui. Y đăng quá ta mê bùn nhăn a sa quá khá gia quá hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính tri ân Ngài đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì ngũ giới. Phước báo nào có được trong ngày hôm nay con cũng xin chia đến đạo tràng pháp hội, cầu mong cho quý vị thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy câu pháp cú 344 hôm nay. Dạ, con kính dâng mít cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Chư tiền kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những năm mà chúng ta không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiền nam thiền nữ, thiền hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 344. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo đa tần nát ta giá sa quân đà mi bút thù ma hề si ya thằng ta thai ta tô lô phú tháp mô sắp bá gá lù hí chê ta cô lô cá sa sa thai thế ná đầm mắc cù quý đồ quân đà ma hành tầng ná ra phù thế này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, chi năng vô lượng, tư đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung, nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ yá tá sá sáp thú nô lô ca nó mạnh thá sá quý nà thá rô cô sáp bà nhu quýt thấp bá tỷ phù thí sanh nhá tô hoành đà má hình tầng ná ra phù. Chế này giác tầng pháp bảo với như ánh vàng Như Lai soi sáng vẹt màn phổ minh phá tan lùm đặc dụng sinh đầy những Phật tổ quân minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang phù quý số thù chú gá tá sá xà quá cù xích thà chú tà mù quá rá thầm bá xích thá cù nình đà bá sẵn xà đi á nà đá rù quá rù hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần,
xa lìa thế pháp phàm nhân hai vị. Con xin đảnh lễ tăng thi đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate che nasikha me e tuva khananta sa vi anupa ve nasaha sa ye nasichatu. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần thánh dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 344. Quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Chúng ta bắt đầu. Yo nip bát na thu quát na thi nip tổ. Yo nip bát na thu quát na thi mút tổ. Yo nip bát na thu quát na thi mút tổ. Như vậy qua ba lần đọc, quý vị nhận định cái mặt chữ ha. Chỗ nào là trường âm, chỗ nào là đoạn âm. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2. Qua nam mút tô, qua nam mê, qua thà, qua tí. Qua nam mút tô, qua nam mê, qua thà, qua tí. Qua nam mút tô, qua nam mê, qua thà, qua tí. Câu số 2 chúng ta cũng đọc 3 lần. Bây giờ chúng ta ráp giữa câu 1 và câu 2. Yo nip bana thu wana thi mút tô wana mút tô wana mê wata wati. Yo nip bana thu wana thi mút tô wana mút tô wana mê wata wati. Yo nip bana thu wana thi mút tô wana mút tô wana mê wata wati. Như vậy câu 1, câu 2 qua trường âm, đoạn âm, chúng ta ráp lại giữa hai câu này xong ha. Bây giờ qua câu 3. Tăng búc ca la mê tháp bát sa tha. Tăng búc ca la mê tháp bát sa tha. Tăng búc ca la mê tháp bát sa tha. Rồi bây giờ qua câu số 4, chữ đỏ chắc quý vị thấy rõ hơn ha. Mút tô bần tha na mê wa tha wa ti. Mút tô bần tha na mê wa tha wa ti. Mút tô bần tha na mê wa tha wa ti. Rồi bây giờ chúng ta ráp lại giữa hai câu 3 và câu 4. Tăng búc ca la mê tha bát sa tha mút tô bần tha na mê wa tha wa ti. Tăng búc ca la mê tha bát sa tha mút tô bần tha na mê wa tha wa ti. Tăng búc ca la mê tha bát sa tha mút tô bần tha na mê wa tha wa ti. Rồi như vậy là câu 1, câu 2 chúng ta ôn lại. Rồi câu 3, câu 4 chúng ta cũng ôn lại. Bây giờ chúng ta đọc nguyên câu ha. Quý vị chú ý. Thấy có một câu Phật ngôn như thế này, nhưng mà nó có cái khó trong đó chứ không phải dễ đâu. Bây giờ chúng tôi đọc theo giọng kinh. Yo nip bana thu wana thi mút tô wana mút tô wana mê wata wati tăng búc ca la mê tha bát sa tha mút tô bần tha na mê wata wati. Yo nip bana thu wana thi mút tô wana mút tô wana mê wata wati tăng búc ca la mê
mê tha ba sa tam mu tu ban tha na mê va tha va ti yo ni ba na thu va na thi mu tu va na mu tu va na mê va tha va ti bu tam bu ga la mê tha ba sa tam mu tu ban tha na mê va tha va ti. Trong cái giọng kinh, quý vị thấy cái câu số 2, cuối của câu số 2 nó là đoạn âm. Chính vì vậy chúng ta không thể dừng được nơi đoạn âm này, mà chúng ta đọc một hơi như vậy. Nếu quý vị đứt hơi thì quý vị có thể tới chữ tha, quý vị dừng. Có thể tới chữ tăng, quý vị dừng. Ví dụ yo nep banato wana timuto wana muto wana me watha wati tang ha ha wati tang ha. Quý vị dừng lại để mà thở. Cho nên nếu mà đọc nguyên câu như vậy, quý vị không kịp thở thì quý vị đứt hơi. Mà đứt hơi thì nó đi tới chỗ đứt bóng cũng mau lắm. Cố gắng ha, quý vị cố gắng tới chữ tha, quý vị dừng ha, rồi quá ti tăng cũng được, hoặc là tới chữ tha quá ti tăng rồi quý vị dừng. Đó là cái cách mà chúng ta nối ráp để cái giọng đọc của chúng ta trường âm đoạn âm nó rõ ràng ha. Cái này chỉ mánh á, đúng rồi, này là cái cái gọi là cái chiêu hay là cái sự thiện xảo, cái mánh lới để cho chúng ta coi như vượt qua những cái trở ngại. Bởi vì những cái đoạn âm làm cho chúng ta coi như hơi rắc rối một chút. Rồi bây giờ xin mấy ta có ý kiến, xin mời. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Và con không có ý kiến. Con nghĩ là ngài sắp cho chúng con đọc và phân tích thì con đưa tay thôi, chứ con không có ý kiến gì. Dạ vậy bây giờ ngài có cho phép con phân tích và đọc kệ câu pháp cú 344 chưa ngài? Dạ, nếu ngài cho phép thì con đọc. Dạ, như vậy ngài đã cho phép thì con xin trả bài câu pháp cú 344 hôm nay ạ. Dạ, con xin trả bài. Yo nibbanato wana thimut to wana mutto wana me watha wati tang buk gala me tha bat satha mutto ban tha na me watha wati. Dạ sao cứ nhảy lên nhảy xuống. Dạ con xin phân tích câu thứ nhất. Yo nibbanato wana thi mutto. Vô trường âm thông thường, nếp trường âm nhấn, bá ná là hai đoạn âm, thô trường âm thông thường, quá đoạn âm, na trường âm thông thường, thí đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Vô nếp bá ná thô, quá na thí mút tô. Và câu thứ hai, quá ná mút tô quá ná mê quá tha quá tí. Quá ná hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Quá ná hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá đoạn âm, tha trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm. Quá ná mút tô quá ná mê quá tha quá tí. Con đọc lại hai câu. Yo nip banato wana thi mutto wana mutto wana me wa tha wa ti. Dạ câu thứ ba.
Tăng Bút Gá La Mề Tha Bát Sa Tha. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bút trường âm nhấn. Gá lá hai đoạn âm. Mê trường âm thông thường. Thá đoạn âm. Bát trường âm nhấn. Xá thá hai đoạn âm. Tăng Bút Gá La Mề Tha Bát Sa Tha. Và câu thứ tư. Mút Tô Banh Thá Na Mề Quá Thà Quá Tí. Mút trường âm nhấn. Tô trường âm thông thường. Banh trường âm nhấn. Thá Ná hai đoạn âm. Mê trường âm thông thường. Quá đoạn âm. Tha trường âm thông thường. Quá Tí hai đoạn âm. Mút Tô Banh Thá Na Mề Quá Thà Quá Tí. Con đọc lại hai câu ba bốn. Tăng Bút Gá La Mề Tha Bát Sa Tha Mút Tô Banh Tha Na Mề Quá Thà Quá Tí. Con đọc lại hết bài. Vô Niếp Bá Na Thô Quá Na Thí Mút Tô Quá Na Mút Tô Quá Na Mề Quá Thà Quá Tí. Tăng Bút Gá La Mề Tha Bát Sa Tha Mút Tô Banh Tha Na Mề Quá Thà Quá Tí. Con đọc lại lần nữa. Vô Niếp Bá Na Thô Quá Na Thí Mút Tô Quá Na Mút Tô Quá Na Mề Quá Thà Quá Tí. Tăng Bút Gá La Mề Tha Bát Sa Tha Mút Tô Banh Tha Na Mề Quá Thà Quá Tí. Dạ con cũng xin kể luôn. Vô Niếp Ba na thô, quá na thi mút tô, quá na mút tô, quá na mê quá tha quá tì. Tăng Bút Gá La Mề Tha Bát Sa Tha Mút Tô Banh Tha Na Mê Quá Thà Quá Tì. Dạ con đã trả bài xong, không biết có chỗ nào sai xin ngài sửa cho con. Dạ con xin nhường mic lại cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài pháp cú câu 344. Cảm ơn quý vị đã cho âm thanh nghe rõ. Rồi, bữa nay nhà con có khách phải đọc cho rồi để mà chạy xô. Vô nít ba na thô quá na thí múc tô quá na múc tô quá na mê quá thà quá tí. Tăng Phúc Cá Lá Mê Tháp Hát Sa Tháp Múc Tô Bằng Tha Na Mê quá thà quá tí. Vô nít ba na thô quá na thí múc tô quá na múc tô quá na mê quá thà quá tí. Tăng Phúc Cá Lá Mê Tháp Hát Sa Tháp Múc Tô Bằng Tha Na Mê quá thà quá tí. Vô phân tích bốn câu đi. Vô trường âm thông thường, nít trường âm nhấn, bá ná hai đoạn âm, thô trường âm thông thường, quá đoạn âm, na trường âm thông thường, thí đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Câu số 2. Quá ná hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, ná hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá đoạn âm, tha trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm. Vô nít ba na thô quá na thí múc tô quá na múc tô quá na mê quá tha quá tí. Hai cầu kế ba bốn. Tăng phúc ca lam mê tháp hát sa tháp múc tô bằng tha na mê quá tha quá tí. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phúc trường âm nhắn. Gá lá hai đoạn âm. Mê trường âm thông thường. Thá đoạn âm. Hát trường âm nhắn. Xá thá hai đoạn âm. Câu 4. Mút trường âm nhắn. Tô trường âm thông thường. Bằng trường âm nhắn. Thá ná hai đoạn âm. Mê trường âm thông thường. Quá đoạn âm. Tha trường âm thông thường. Quá tí hai đoạn âm. Đọc lại từ đầu. Vô nít ba na thô quá na thí múc tô quá na múc tô quá na mê quá thà quá tí. Tăng Phúc Cá Lá Mê Tháp Hát Sa Tháp Múc Tô Bằng Tha Na Mê quá thà quá tí. Ôi trời ơi, chưa chi bữa nay sao sư cho con ba cái bông trước vậy. Chắc bữa nay sư không có khỏe rồi đó. Để con đọc kệ nha.
Yo nibbana tho wana thi mukto wana mukto wana me watha wati tang phukala me tha phat sa tha mukto mung to bang tha na me watha wati yo nibbana tho wana thi mukto wana mukto wana me watha wati tang phukala me tha phat sa tha mục tổ tăng thà na mê qua thà qua tì lìa rừng lại hướng rừng thoát rừng chạy theo rừng nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng lại chạy theo ràng buộc thì giống như con chuột bạch chạy vòng vòng cái vòng tròn đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Con cảm ơn sư đã cho con và cái bông hướng dương nha. Bữa nay không có gì, không có làm gì hết trơn nha, bữa nay không có dũa, không có càm ràm nghe. Thôi xin con cảm ơn sư và quý vị đã cho bông hoa nhiều quá trời luôn. Con mời người kế tiếp à. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ ký cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc cô Pháp Cú 344. Câu 1, câu 2. Yo nip bana tho vana thi mukto vana mukto vana me vá thà vá tí. Yo trường âm thông thường, nip trường âm nhấn, bá ná hai đoạn âm, thô trường âm thông thường, vá đoạn âm, na trường âm thông thường, thí đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, vá ná hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, vá ná hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, vá đoạn âm, tha trường âm thông thường, vá tí hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Yo nip bana tho bana thi mutto bana mutto bana me va tha va tí. Câu 3, câu 4. Tăng bút ga la me tha bát sa tha mutto banh tha na me va tha va tí. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bút trường âm nhấn, gá lá hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, phát trường âm nhấn, xá thá hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, banh trường âm nhấn, thá ná hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, vá đoạn âm, tha trường âm thông thường, vá tí hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Tăng bút cá lá mê thá bát sa thá mút tô banh thá ná mê vá thà vá tí. Con xin đọc lại nguyên câu Pháp Cú 344. Yô nít bá ná thô vá nà thí mút tô vá ná mút tô vá ná mê vá thà vá tí tăng. Bút cá mê thá bát sa thá mút tô banh thá ná mê vá thà vá tí. Dạ con đã đọc xong, con sai con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin trả bài cô Phật Ngôn 344 ạ. Dạ, con kéo xuống cũng được. Yo nibbana tho wa na thi mutto wa na mutto wa na me wa tha wa ti tang bukkala me tha ba sa thay mutto ban tha na me wa tha wa ti. Con xin phân tích. Yo trường âm thông thường, nip trường âm nhấn, bá ná hai đoạn âm, tho trường âm thông thường, quá đoạn âm, na trường âm thông thường, thí đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, quá ná là hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, quá ná hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá đoạn âm, tha trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm. Con xin đọc lại. Yo nip
Banato wana timuto wana muto wana me wata wati. Câu 3 và câu 4. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, gá lá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá thá là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ban là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc câu 3 và câu 4. Tăng búc ga la mê tha ba sa tha mút tô bàn tha na mê wa tha wa tí. Con xin đọc 4 câu ạ. Yô ni ba na thô wa na thi mút tô wa na mút tô wa na mê wa tha wa tí tăng búc. Ga la mê tha ba sa tha mút tô bàn tha na mê wa tha wa tí. Con xin kể ạ. Yo nibbana tho wa na thi mut to wa na mut to wa na wa tha wa ti tang buk ga la me tha ba sa tha mut to ban tha na me wa tha wa ti. Dạ con đã đọc và kệ phân tích xong. Con có sai con kính sư sửa giúp con. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe, con xin xuống mic. Kính mời vị kế tiếp. Cảm ơn sư đã post bài ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính chào quý chư tăng ni, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú số 344. Dạ cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu ạ. Yo nibbanatho wa na thi mut to wa na mut to wa na me wa tha wa ti tăng búc ga la me tha pa sa tha bút to bàn tha na me wa tha wa ti. Dạ con xin phân tích câu pháp cú 344. Yo nibbana tho wa na thi mút to vô trường âm thông thường, nip là trường âm nhấn, bá ná là hai đoạn âm, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Yo nibbana tho wa na thi mút tô. Con xin đọc câu số 2. Wa na mút tô wa na me wa tha wa tí tăng búc ca la me tha pa sa tha mút tô bàn thá ná mê quá thà quá tí. Quá ná là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Quá ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, búc là trường âm nhấn, gá lá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, pass là trường âm nhấn, sát thá là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ban là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu pháp cú 344. Yo nibbana tho wa na thi mút tô wa na mút tô wa na me wa tha wa tí tăng búc ga la me tha pa sa tha mút tô bàn tha na me wa tha wa tí.
Dạ con xin đọc kệ câu pháp cú 344 ạ. Yonibhanato vanatimutto vanamutto vanamewatavatitam Pukgalametha pasatha mutto banthanamewatavati. Yonibhanato vanatimutto Wana muto wana mewa tawati tang Pukgala metta pasata muto Bantana mewa tawati. Dạ con xin hết ạ, có gì sai xin nhờ sư sửa giùm con ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng và cảm ơn Phật Pháp Online là Post Bài ạ. Dạ con xin xuống mic, xin nhường cho bạn kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và các cô thư nữ, con kính đảnh lễ đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 344 ạ. Yo nipanato vanatimutto vanamutto vaname vata vati tang pugala me tapaksa tamutto bantana me vata vati. Yo nipanato vanatimutto yo nipanato vanatimutto vanamutto vaname vata Hoa thà hoa ti. Con xin phân tích hai câu ạ. Chô là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, bá ná là hai đoạn âm, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Quá ná là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quá ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm ạ. Câu 3, câu 4 ạ. Tăng bú ca la mê tha pát sa tha mút tô bàn tha la mê quá thà quá tí. Tăng là trường âm thông thường, à tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Phúc là trường âm nhấn, gá lá là hai đoạn âm ạ, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, pass là trường âm nhấn, thá, pass là trường âm nhấn, xá thá là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ban là trường âm nhấn, thá, ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm ạ. Con xin đọc lại cả bốn câu ạ. Yo nipanato vanatimutto vanamutto vaname vanatha vati tha vati tang bukala me tha pat satha mutto banthana me vatha vati. Yo nipanato vanatimutto Tô qua na mút, tô qua na mê, qua thà, qua tí tăng, phu gà la mê, thà, bá sát, thà mút, tô bàn thà na mê, qua thà, qua tí. Dô ni bà na thô, qua na thí mút, tô qua na mút, tô qua na mê, qua thà, qua tí tăng, phu gà la mê, thà, bá sát, thà mút, tô bàn thà na mê, qua thà, qua tí. Dạ con xin xuống mic ạ. Con có sai con kính xin sư sửa cho con ạ. Con kính cảm ơn sư và quý đạo tràng ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Con xin mời người kế tiếp ạ. Alo 123 123 quý vị nghe rõ không ạ? Alo quý vị nghe rõ không? Dạ sa thú Sĩ Thanh Hoàng. Sĩ Thanh Hoàng phân tích thì đúng, nhưng mà cái dòng đọc thì sai. Tại sao sai?
Chữ quá ná là rừng thì rất là chính xác. Nhưng mà đây chữ quá ná cộng với a thi mút tô, cho nên nó biến thành quá na thi mút tô. Thì cái chữ câu đầu tiên á, vô nếp ba na thô quá na thi mút tô, nhưng mà Sĩ Thanh Hoàng đọc chỗ này là quá ná. Phía sau quá ná mút tô là chính xác, rồi quá ná mê quá cũng chính xác. Nhưng mà ở trước này, cái câu đầu tiên á, là quá na thi mút tô, phân tích quá na thi mút tô chính xác. Nhưng mà trên cái giọng đọc thì vẫn đọc là quá na thi mút tô. À, đó là cái chỗ mà Sĩ Thanh Hoàng gốc. Sĩ Thanh Hoàng chính là chỗ này ha. Ở phía sau quá na mút tô, quá na mê quá thì chính xác. Nhưng ở trước này là quá na thi mút tô, bởi vì quá na cộng với a thi mút tô thì nó biến thành quá na thi mút tô. Alo, Sĩ Thanh Hoàng nghe rõ ha? Rồi, chỉ sai có anh chỉ đó thôi. Rồi, xin mời Sĩ Chiếc Lá Mùa Xuân. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và đạo tràng. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 344. Vô nếp bana thô quá na thi mút tô quá na mút tô quá na mê quá thà quá tí. Vô là trường âm nhấn, nít là vô là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, bá ná là hai đoạn âm, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Quá ná là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Quá ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Vô nipana thô, vô nipana thô, quá na thi mút tô, quá na mút tô, quá na mê, quá tha, quá tí. Tăng bút ga, tăng bút ga la mê, tha ba sa tha. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, gá lá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, bass là trường âm nhấn, xá tha là hai đoạn âm. Mút tô bằng tha na mê quá tha quá tí. Mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, banh là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Vô nít ba nát thô, vô nít ba nát, vô nít Banatho wana thi mút tô, wana mút tô, wana mê, wata wati, tăng bút ga la mê, tha bát sa tha mút tô, ban tha na mê, wata wati. Yo nít banat, vô nít ba na thô quá na thi mút tô quá na mút tô quá na mê quá tha quá tí. Tăng bút ga la mê tha ba sa tha mút tô bằng tha na mê quá tha quá tí. Dạ con xin xuống hết ạ. Dạ, mô Phật, con là Quanh Phan, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức.
kính kính lễ hòa sư Pháp Trang, và con kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý đạo hữu. Sau đây cho con xin đọc bài kinh Pháp Cú 344. Đồ nít phá na thồ quá na thích mút tồ quá na mút tồ quá na mề quá thà quá tí tằng bút quá lá mề thá bát xá thá mút tồ bành thá na mề quá thà quá tí. Dạ con xin phân tích câu số 1 ạ. Vô là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, bá ná là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quá ná là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, quá ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phú là trường âm nhấn, gá lá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá thá là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, văn là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ná là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Dạ con xin đọc từng câu ạ. Vô nít phá ná thô quá nà thí mút tồ quá ná mút tồ quá ná mề quá thà quá tí tằng bút gá lá mề thá bát xá thá mút tồ bành thá ná mề thá ná quá tí. Con xin đọc hết nguyên câu ạ. Đồ nít phá ná thồ quá ná thí mút tồ quá ná mút tồ quá ná mề quá thà quá tí tằng bút gá lá mề thá bát thá bát xá thá mút tồ bành thá ná mề quá thà quá tí. Dạ con xin nhường mít lại cho người khác, con có sai xin ngài Chí Đức sửa giùm cho con ạ. Dạ con kính cảm ơn tàu tràng. Dạ con xin xuống mít. Dạ con xin kính lễ sư, quý sư, và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Cho con xin phép được đọc câu số 344. Yo nipanato vana timutto vana mutto vana me vata patitang bukala me tapat satamutto bantana me vata pati. Yo nipanato vana timutto. Yo là trường âm thông thường, nip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ná là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, ná là đoạn âm, thí là đoạn âm. Con xin lỗi. Vá na thí mút tô, chữ vá là đoạn âm, chữ na là trường âm thông thường, chữ thí là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Vá na mút tô văn âm mề vát thà bát tí vá ná là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường,
Vá ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, vá tí là hai đoạn âm. Dù nip bá na thù vá na thi mút tù vá na mút tù vá na mê vá tha vá tí. Câu số 3 và câu số 4. Tăng búc đá la mê tha bát sa tha mút tù bàn tha na mê vá tha vá tí. Tăng búc đá la mê tha bát sa tha. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Búc là trường âm nhấn. Gá là đoạn âm. Lá là đoạn âm. Mê là trường âm thông thường. Thá là đoạn âm. Bát là trường, bát là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. Thá là đoạn âm. Mút tù bằm tha na mê vát thà bát tí. Mút là trường âm nhấn. Tù là trường âm thông thường. Bằm là trường âm nhấn. Tha đoạn âm, ná là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, vá tí là hai đoạn âm. Yo nip ba na thu ba na ti mut tu ba na mut tu ba na me va tha ba ti tang bu ga la me tha ba sa tha mut tu bằng tha na me va tha ba tí. Yo nip ba na thu ba na ti mut tô va na mút tô va na mê va tha pa ti tăng bu ga la mê tha pa sa tha mút tô bần tha na mê va tha pa ti. Dạ con xin xuống mít, xin sư sửa bài cho con, xin mời vị kế tiếp. Dạ nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Đây là lần đầu tiên con nói, thật ra nếu mà có sai thì xin sư sửa dùm. Con kính chào sư Trí Đức cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Yo nibbana to, I'm sorry. Yo nibbana to vana timutto vana mutto vana me vata vati. Tăng phút ca la mê tha pa sa tha mút tô bàn ta na mê vát tha vát tí. Câu đầu tiên yô nếp ban na thô văn na thi mút tô. Yô là trường âm thông thường, nếp là trường âm nhấn, bá ná là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Câu thứ nhì, vá ná là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Vá ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Vá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, vá tí là hai đoạn âm. Câu thứ ba, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hút là trường âm nhấn, gá lá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, pass là trường âm nhấn, xá thá là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ban là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, vá tí là hai đoạn âm. Dạ con xin đọc lại. Yo nibbana tho vana thi mút tô vana mút tô vana mê vata vati tăng put galamat put galame tapasata mutto bandana me vata vati. Dạ con xin hết, nếu có sai xin sư sửa dùm. Dạ cảm ơn đạo tràng. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ này Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ con xin chào bà. Yo nibbana tho vana. Dạ con xin hỏi con đọc lại.
Yo nibbana to wana thi mutto wana mutto wana me watha wati tang pugala me thapa satha mutto bantha na me watha wati. Yo nibbana to wana thi mutto wana mutto wana me watha wati tang pugala me thapa sa thap basa thamuto banana me watha wati. Yo yo nibbana to wana thi mutto. Yo là trường âm thông thường, nip là trường âm nhấn, bá ná là hai đoạn âm, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na trường âm thông thường, thí là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường thông thường. Yo nibbana to wana thi mutto wana mutto wana me watha wati. Quá là quá ná là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là âm thông thường, quá ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Yo nibbana to wana thi mutto wana mutto wana me watha wati. Câu 3 4 tăng bút đa la mê tha ma tăng tăng bút đa la mê tha ba sa tha mutto bàn tha na me watha wati. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phúc là trường âm nhấn, gá lá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, thá, xá thá là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, ban trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Tăng bút ga la mê tha ta sa tha mút tô bành tha na mê quá thà quá tí. Con xin đọc lại 4 câu. Yo nibbana to wana thi mút to wana mutto wana me watha wati tang pugala me tampasatha mutto banthana me watha wati. Dạ con xin nhận mít cho vị kế tiếp, con có sai xin ngài sửa. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tam Ma Dạ, Nam Mô Sang Khao Dạ. Dạ con đến lại ngày Trí Đức, dạ, Đại Đức Pháp Trang, Trí Tôn Đức Tăng, quý bà có tu nữ con toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc, con xin trả bài ngày hôm nay ạ. Dạ. Yo Nibbana Tho Vana Thi Mutto Vana Mutto Vana Me Vata Vati Thang Bắc Ca La Me Tha Bát Sa Tha Mutto Vana Tha Na Me Vata Vati. Dạ, con xin phân tích bốn câu kệ. Yo là trường âm thông thường, nip là trường âm nhấn, pa ná là hai đoạn âm, tho là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tho là trường âm thông thường. Và câu 2, vá ná là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tho là trường âm thông thường. Thông thường dạ con hơi bị lộn ở chỗ này, Việt Nam mê đó. Và nó là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, vá tí là hai đoạn âm. Và câu 3, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phất là trường âm nhấn, cá lá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, pass là trường âm nhấn, sát thá là hai đoạn âm, và câu cuối cùng là chim bút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường,
ban ở đây là trường âm nhấn, tha ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, vá tí là hai đoạn âm. Dạ con, tại con đang ở ngoài công viên đó, nó hơi phức tạp đó. Dạ, nếu có gì sai con nhờ sư chỉnh sửa giùm, nhờ mô Phật con xin xuống bếp ạ. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con kính lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, và con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, và con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ, và con kính chào Tràng. Dạ, cảm ơn Thiên Ngũ, cảm ơn Sức Nhật Quỳnh, Sức Thông Mai và Sức Mê Ta cho mình từ biết âm thanh rõ, và con xin phân tích và đọc câu Pháp Cú 344 và câu ngã cảm ơn đàm em câu số 1 và câu số 2. Yonipanato wana timuto wana muto wana me watha wati, và câu số 1. Yo là trường âm thông thường, nip là trường âm nhấn, bá ná là hai đoạn âm, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Dạ, câu số 2. Quá, ná là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Quá, ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, và quá và tí là hai đoạn âm. Và câu số 3 và câu số 4. Tăng Bút Ca La Mê Tha Pa Sa Tha Mút Tô Bành Tha Na Mê Quá Tha Quá Tí. Và câu số 3. Tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Bút là trường nhấn, gá lá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bass là trường âm nhấn, xá, thá là hai đoạn âm. Câu số 4, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, banh là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, và quá tí là hai đoạn âm. Và con xin đọc lại bốn câu. Yo nipanato wana timuto wana muto wana me wata wati tang pukala me tapasata muto bantana me wata wati. Yo nipanato wana timuto wana muto wana me wata wati tang but gala me tha ba sa tha mut do ban tha na me wa tha wa ti. Dạ, có chạy luôn không Sức Nhật Quỳnh? Dạ, dạ cảm ơn Sức Nhật Quỳnh, con xin chạy. Dạ. Yo nibbana wa na ti mut do wa na mut do wa na me Watawati tăng bụng ga la mê tha ban sa tha bút tô ban tha na mê watawati yo nip ba na to wa na ti mút tô wa na mút tô wa na mê watawati tăng bụng ga la mê tha ban sa tha mút tô ban tha na mê watawati. Dạ, con đã đọc và phân tích và kể xong, con có sai, con ngài dành đạo tràng sửa lại giùm con ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng, cảm ơn Sis Nhật Quỳnh thật nhiều. Dạ, xin mời bàn tay của Sư Su Khá. Dạ, Nam Mô Bích Thà. Dạ.
Alo. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Meta cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc và phân tích câu kinh pháp cú số 344. Dù lip ba la thù wa la thi mút tù wa la mút tù wa la mì wa thà wa ti tăng phúc ga la mì tha pa sa tha mút tù bàn tha la mì wa thà wa ti. Dù nip ba la thù wa la thi mút tù wa la mút tù wa la mì wa thà wa ti tăng phúc ga mì tha pa sa tha mút tổ bàn tha la mì quá thà quá tị. Dô là trường âm thông thường, níp là trường âm nhấn, bá lá là hai đoạn âm, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Quá lá là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Quá lá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phúc là trường âm nhấn, gá lá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, khoát là trường âm nhấn, xá thá là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, văn là trường âm nhấn, thá lá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Dạ con đã phân tích xong ạ. Dô níp ba la thô quá là thi mút tù quá la mút tù quá la mì quá thà quá tí tăng phúc ga la mì tha pa sa tha mút tù bàn tha la mì quá thà quá tị. Dạ, giờ kính mời bàn tay kế tiếp ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cô Phúc Hạnh ơi, hôm nay cô có cầm mic được không cô? Nếu cô cầm mic được thì Nhật Quỳnh kính mời cô ạ. Dạ con xin được trả bài trước trong khi chờ đợi cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Yo nip mana ko wana thi mut to wana mut to wana me qua tha qua ti tăng bup ga la me tha ba sa tha mut to ban thana me qua tha qua ti. Yo nip mana tho wana thi mut to wana mut to wana me qua tha qua ti tăng bup ga la me tha ba sa tha mut to ban thana me qua tha qua ti. Nguyên Trang có trả bài không Nguyên Trang? Nãy giờ Nhật Quỳnh thấy chạy ra, chạy vào chạy ra hoài Nguyên Trang ơi. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường, níp trường âm nhấn, bá ná hai đoạn âm, thô trường âm thông thường, quá đoạn âm, na trường âm thông thường, thí đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, quá ná hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, quá ná hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá đoạn âm, tha trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm,
Yo nip mana tho wana thì mut tờ wana mut tờ wana mẹ watha wati. Câu 3 và câu 4 á. Tăng búp tăng trường âm thông tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm búp trường âm nhấn gá lá hai đoạn âm mê trường âm thông thường thá đoạn âm bát bát trường âm nhấn xá thá hai đoạn âm mút trường âm nhấn tô trường âm thông thường banh trường âm nhấn thá ná hai đoạn âm mê trường âm thông thường quá đoạn âm tha trường âm thông thường quá tí hai đoạn âm tăng búp ga la mê tha ba sa tha mút tờ bàn thanh nam mê và tha quá tí. Dạ con xin đọc lại xa thú bằng tay cô Phúc Hạnh, con đọc lại hết nguyên câu ạ. 344 Yo nip bana tho wana thi mut to wana mut to wana me watha wati tang bup gala me tha ba sa tha mut to man tha na me watha wati. Dạ con xin được kể luôn. Yo nip bana tho wana thi mut to wana mut to wana me qua tha qua ti tăng mục ga la mê tha bạt sa tha một tô văn tha na mê qua tha qua ti dô ni ba na thô qua na thi một tô qua na một tô qua na mê qua tha qua ti tăng mục ga la mê tha bát sa tha một tơ văn tha na mẹ qua tha qua ti. Dạ con có sai. Con thành tri ân chư tôn đức nhục bình kính cảm ơn đạo tràng và kính mời cô. Alo, alo ạ. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ sư phụ Tháp Trang. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đó Phúc Hạnh phân đọc và phân tích câu Phật cú 344. Yo nippanatho vana thi mutto. Yo là trường âm thông thường, nip là trường âm nhấn, bá ná là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Yo nip bá ná thô vá na thí mút tô. Vá ná mút tô, vá ná mê, vá tha, vá ý. Vá ná là đoạn âm, mút là trường âm thông, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Vá ná là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, vá tí là đoạn âm. Vá ná mút tô, vá ná mê, vá tha, vá tí. Tăng bút gá lá mê, thá bát xá thá. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Út là trường âm nhấn. Gá lá là đoạn âm. Mê là trường âm thông thường. Thá là đoạn âm. Bát là trường âm bát, xá, bát là trường âm nhấn. Xá thá là đoạn âm. Tăng bút gá lá mê thá bát xá thá. Mút tô bành thá ná mê vá tha vá tí. Mút là trường âm nhấn. Tô là trường âm thông thường. Bành là trường âm nhấn. Thá ná là đoạn âm. Mê là trường âm thông thường. Vá là đoạn âm. Tha là trường âm thông thường. Vá tí là đoạn âm. Mút tô pan thá ná mê vá tha vá tí. Nó có hành đọc nguyên câu ạ.
Yonipanato vana thimutto vana mutto vana me vata vati tang bút gala me tha bát xá tha mút tô bàn tha me vá tha vá tí yô níp bá ná thô vá nà thí mút tô vá ná mút tô vá ná me vá tha vá tí tăng bút gala me tha bát xá tha mút tô bàn tha ná me vá tha vá tí. Anh xin kể. Yonipanato vanatimuto vanamuto vanavimathavati tangbudgalame thabasatha muto panthana meva. Dạ con xin sống biết là con có sai, xin ngài chỉ giúp con. Con kính trên đạo tràng là lắng nghe. Dạ sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ cảm ơn Thiền Vũ và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Minh Phan. Dạ Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ con thấy phổ biển có cầm mít được không phổ biển cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con thấy có Đại Đức Bồ Thí Chích Tá. Dạ, sư có cầm mít không bạch sư? Sư có cầm mít được không thì cung trục cả năm cung thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Dạ, con thấy hình như không còn bàn tay nào nữa bạch ngài. Dạ, ngài trở lại đạo tràng. Dạ, không. Dạ cảm ơn Kim Nhung. Dạ cảm ơn Nguyên Nhân. Phổ biển Nguyên Nhân. Dạ Nguyên Trang cũng bận luôn rồi. Dạ con xin thay mặt đạo tràng. Ô, mến chào Thanh Thủy. Thanh Thủy ơi. À giờ à, khúc cuối cùng có cầm mít không? Nhật Quỳnh bớt bài lên cho ra đọc và kể phân tích. Đọc phân tích rồi kể luôn. Thanh Thủy ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn Thanh Quang. Anh Thủy có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Mau lên để khóa sổ bây giờ. Alo, alo. Anh Thủy đâu rồi? Rồi, mất tiêu luôn. Thấy dao rồi, mất tiêu luôn, không hề nhúc nhích. Không khóa đâu. Không khóa đâu, hâm vậy thôi. Hâm vậy thôi chứ. Trời ơi, thấy người đẹp chưa mừng quá chừng luôn. Sao khóa sổ đành phải không? Quý vị, khi nào ngài cần thì ngài khóa sổ chứ Nhật Quỳnh thăm thôi. Dạ, dạ cảm ơn Lửa Hạ. Rồi vậy mời Thanh Thủy nha. Nhật Quỳnh xuống mít, Nhật Quỳnh phát bài cho Thanh Thủy đọc nha. Dạ con Thanh Thủy, con kính lễ chị Tôn Đức Tăng Ni, kính chào đạo tràng. Cảm ơn sư Nhật Quỳnh. Ai ai sao mà dễ thương quá đi. Để con xin đọc bài. Yo ni banato wana timuto banamuto baname watha wat gamme tapas tamuto ban tham lam mê quá thao quá tí. À, chào Lửa Hạ.
quá tí. Yo nít bán nát thô quá nà thiên bút tô quá nà bút tô quá nà mê quá thà quá tí tăng quốc gá lá mê tháp bát sá thăm bút tô bàn thà nà mê thà quá tí. Dạ con đã đọc xong rồi. Và kính trên đạo tràng, cảm ơn sức Nhật Quỳnh nhiều ha. Thầy con xuống mất nha. Thành thấy này thiệt luôn đó nha. Ta nói là đọc, phân tích, được kệ, tự nhiên đọc xong rồi thả mít là sao? Alo, alo, Thanh Thủy trở lên, cầm mít trở lại nè, Nhật Quỳnh chưa có tha. Dạ, mời Thanh Thủy. Dạ, con kính lễ chị Tôn Đức, con kính chào đạo tràng lần nữa. Tưởng, ủa giờ hả, mít bị giật giật hả? Trời, kỳ ha. Để con đọc rồi con phân tích ha. Yo nip banato wana timuto wana muto wana me wata wati tang put galam me thai pat sata muto ban thana me wata wati và yo nip banato wana timuto. Câu thứ nhất này yo là trường âm thông thường, nếp là trường âm nhấn, bá, ná là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Câu này có trường âm, có đoạn âm, có trường âm nhấn. Câu thứ hai, quá năm mút tô, quá năm mê, quá tha, quá tí. Quá, ná là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Quá, ná là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Câu này cũng có trường âm nhấn, trường âm thông thường và đoạn âm. Câu thứ ba, tăng út ga lam mê tháp bát sa thá, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út là đoạn âm, giá lá là út là trường âm nhấn, giá lá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, thá là đoạn âm. Câu này có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trường âm nhấn, trường âm thông thường, đoạn âm. Câu thứ tư, mút tô bành thá năm mê quá tha quá tí. Còn mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, bành là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ná là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Để con đọc lại rồi con xuống mất ha. Yo nip banat, yo nip banato wa, trời kỳ nhá. Yo nip banato wa na timuto wa namuto tô quá năm mê quá tha quá tiết tăng mút ga la mê tháp bát sa tháp mút tô bàn tham năm mê quá tha quá tí. Con kính trên đạo tràng cảm ơn sức Nhật Bình, hãy chúc đạo tràng một hôm nay thứ hai rồi ha, chúc một tuần mới nhiều an vui. Kính chào đạo tràng ha. Thank you.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Sa thủ. Hôm nay rất là nhiều vị tham gia, mười mấy vị luôn. Nhưng mà rất là hoan hỷ với Sít Trần hả? Sít Trần 97 tuổi phải không? Có một vị mới. Đó là Sít Trần 97 tuổi. Lớn tuổi vậy. Nhưng mà cái giọng đọc hơi trẻ. Lần đầu tiên chúng tôi nghe vị này đọc mà rất hoan hỷ, phân tích chính xác. Rồi thấy đạo hữu học trò có đưa tay nữa nhưng mà chờ hoài chạy đến đâu mất tiêu rồi không thấy. Huỳnh Tinh Pháp này ra ngoài công viên đọc vẫn hay như thường, gió mát trăng thanh, đọc rất là nghe rõ luôn ha. Hôm nay quý vị tiến bộ nhiều quá ha. Rồi đạo hữu Lữ Hạ này sao không thấy đưa tay mà cái khích lệ người khác. Cô Sơn nào không biết ở trong này mà xích đạo hữu Lễ Hạ này cứ bảo lên đi lên đi. Ai trong này tên Sơn hả? Không phải 97 tuổi hả? Trời ơi, cái nick như thế này đọc sao? Đâu biết đọc sao, tôi đọc là Sít Trần với người nghe giọng nữ này. Sít Trần 97 tuổi hả? Như vậy thì xích có thể cho biết rằng cái tên mình thế nào chứ? Hàng Na hả? Hay là cái gì gì sao đọc không ra, có chữ H nữa. Ở sao có chữ H không sao đọc. Cho nên thôi gọi Sư Trần 97 tuổi nên cháu nó oi ha. Trong đội tràng này có nhiều, ví dụ cô tu nữ Phúc Hạnh này 77 tuổi nè ha. Trong này cũng giỏi, hôm nay tiến bộ rất là nhiều. Thì này khi nãy có đạo hữu học trò nói nhanh quá sao học theo kịp. Rồi cũng thấy có đưa tay nhưng mà chờ hoài cũng không thấy đạo hữu học trò lên đọc gì hết trơn. Không thấy lên đọc thì cho nên chúng tôi cũng không biết giới tính nam hay là nữ, để rồi xưng hô thế nào. Cũng giống như đạo hữu Lửa Hạ này nè, phải Lửa Hạ hay là lúa ha vậy, không biết nữa. Khổ quá, không có chịu đưa tay, không chịu cầm mic, rồi cũng chịu xưng danh tánh KBC số quân, sao làm sao đây mà tôn kính được trong cái sự giao thiệp. Quý vị thông cảm ha. Rồi cô tu nữ Phúc Hạnh cũng nói là không có thọ đến 77. Trời đất ơi, chắc là thánh nhân ở sao mà biết được cái thọ mạng của mình như thế này ta. Cô Úc Hạnh sao mà biết được cái thọ mạng của mình là không thọ đến 77 tuổi là sao? Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục ha. Sư Quang Thanh đọc bài rồi, chỉ có phố biển là thấy là ham vui ở ngoài phố, không có chịu lên đọc bài gì hết. Rồi lo làm ăn, lo kinh tế thị trường, rồi quảng cáo tùm lum, không chịu lên đưa tay. Sư Quang Thanh đọc rồi, kiểm tra rồi, thông cảm nha. Rồi bây giờ đưa tay chi nữa, năn nỉ mới chịu đưa tay thôi. Qua phà rồi. Bây giờ chúng ta đi vào từ vựng ha. Thời gian của chúng ta có hạn, quý vị thông cảm. Hôm nay đọc rất là nhiều rồi ha, đọc rất nhiều, một vị nào đọc cũng hay hết đó. Tiến bộ qua đi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào từ vựng ha. Yo nibbana tho wana thimutto, câu đầu tiên. Yo nibbana Bana thù wana thi mút tô, câu đầu tiên chúng ta có ba từ. Vô là một ha, nếp bana thù là hai, wana thi mút tô là ba ha. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của cái câu này. Bởi vì quý vị đã đọc đúng từ thì chúng ta phải hiểu được cái từ đó ý nghĩa như thế nào ha.
hồi nãy Sư Sô Kha lên đọc á, thì chó nó la, nó mấy con cún nó la nó giỡn. Còn ở đây lên đọc á, phân tích mà người kia mấy con gà nó cũng hưởng ứng nữa. Chỉ vô cái đại từ giá, đó là một đại từ quan hệ nam tính, nhưng mà chi giá này được đứng làm chủ từ số ít, tức là Bathamang Ekawachanavi Pati, cho nên giá biến thành vô. Vô là người nào, kẻ nào. Vô là người nào, kẻ nào, hay là nói người nào, kẻ nào vô là cũng được. Rồi Nibbanatho, có mấy con gà đang học vui quá ha, vui vậy cũng không chịu đưa tay nữa, khổ quá. Đại đức Bồ Thí Chích Ta, Bồ Thí Giác Chích Ta là tầm hoàng hữu quá của tôi nữ 77 tuổi mà rất giỏi, thành thạo dùng mãi. Sư Bồ Thí Chích Ta 40 tuổi mà chưa biết dùng ứng dụng này lắm, nên chưa rành lắm, mong đạo tràng thông cảm. Rồi rất là quan hệ, nhưng mà từ từ rồi nó cũng như không sao á. Rồi bây giờ cái từ thứ hai ha, Nibbanatho. Nibbanatho cái từ này chúng ta thấy có tiếp đồ ngữ ní ở phía trước. Ní có nghĩa không, có nghĩa là rời, có nghĩa là khỏi. Rồi chữ Vanatho, Vanatho chúng ta thấy Vanatha nó là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga. Vanatha có nghĩa là tham ái, nhưng mà Vanatha này nó đứng làm chủ từ số ít, Bathama Ekawachana Vipatti, nên Vanatha biến thành Vanatho. Nibbanatho, Nibbanatho có nghĩa là đã được thoát ra khỏi, đã được tự do, đã được tự do. Cái gì đây mà Sĩ Thiện Vũ nó Bodhisattva, Bodhisattva là Bồ Tát ha. Ở đây là Bodhicitta trong bộ mà Bồ Tát ha. Chích tá đâu ha. Rồi từ thứ hai cũng xong rồi ha. Bây giờ cái từ thứ ba, từ thứ ba Vanathimutto, Vanathimutto. Cái từ thứ ba này chúng ta thấy do hai từ cộng lại ha, tức là chữ Vana cộng với Athimutto. Chữ Vana nó là một danh từ trung tính, Asvanapanapunsakalinga. Vana có nghĩa là khu rừng, Vana là khu rừng. Rồi Athimutto, Athimutto do cái từ Athimutta. Athimutta đây là một cái dạng quá khứ phân từ, có nghĩa là đã có xu hướng, đã có xu hướng, hoặc là nó đứng làm cái động từ thì nó là athimucchati. Athimucchati có nghĩa là xu hướng, hướng theo, ngã theo ha. Nhưng mà ở đây athimutta nó cái dạng quá khứ phân từ và nó đứng làm chủ từ số ít, Bathamangekawachanavipatti, cho nên Athimutta nó biến thành Athimutto. Vậy thì Vanathimutto là khuynh hướng ở rừng, có xu hướng sống ở rừng, có xu hướng sống ở rừng, có nghĩa là có ý muốn đi tu á. Bây giờ chúng ta qua câu số 2 ha. Câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha.
Câu số 2. Vanamutto vaname vatha vati. Vanamutto vaname vatha vati. Vanamutto vaname vatha vati. Câu số 2 có 3 từ. Vanamutto là 1, vaname va là 2, tha vati là 3. Ông cứ lại. Này này, ông phải làm không? Hello, tôi gọi ăn mà bây giờ đường bận rồi, tí nữa mới cho ăn. Vanamutto, Vanamutto do hai từ, do hai từ ha, vana cộng với mutto. Chữ vana nó là một danh từ trung tính ha, akaran tapum linh napum sakalin ra. Vana có nghĩa là khu rừng ha. Rồi chữ mutto, chữ mutto nó đứng trong cái dạng quá khứ văn từ, căn ngữ mút cộng với tá. Chữ mutto do cái từ mutta, nhưng mà nó đứng làm chủ từ, cho nên mutta biến thành mutto. Patthama ekavachana vipatti. Mutto, mutta có nghĩa là đã được tự do, đã được giải thoát, đã được tự do, đã được giải thoát. Vậy thì Vanamutto, kẻ đã ra khỏi rừng, kẻ đã ra khỏi rừng, kẻ đã lìa rừng, lìa rừng. Rừng ở đây có nghĩa là lìa rừng, tức là từ bỏ sự xuất gia, sống một đời cư sĩ, ra khỏi rừng. Rừng ở đây ám chỉ về tham ái, ám chỉ về phiền não ha. Rồi cái từ thứ hai, vanamme va. Vanamme va do hai từ, tức là vanang cộng với e va. Vanang cộng với e va. Vanang do cái từ vana, nó cũng có nghĩa là khu rừng, nhưng mà được chia theo đối cách số ít đu tỷ gia vì phát tích e có quá trình á, cho nên vana biến thành vanang. Quá năng là rừng, mà rừng ở đây tức là phiền não đời sống của người cư sĩ ha. Cư sĩ cho nên có những cái ngành nghề mà trong đó gọi là kỹ sư luôn ha. Quá năng cộng với e quá, cộng với e quá, nó biến thành quá nặng mề quá. Và e quá ở đây có nghĩa là tương tự, giống như, tương tự, giống như, quá nặng mề quá, giống như khu rừng, quá nặng mề quá, giống như khu rừng, ha. Rồi, quá nặng mề quá, xong chưa? Rồi, tiếp theo là tha quá tí, tha quá tí, cái động từ số ít này có nghĩa là chạy, chạy, chứ không phải là đi ha. Đi là gác chặt tí, còn đây là chạy, động từ số ít, chạy. Rồi tiếp tục luôn cho thời gian. Hôm nay quý vị hăng say quá, tinh tấn quá, tích cực quá, cho nên thời gian nó còn rất là ít. Quý vị thông cảm ha. Rồi câu số 3. Câu số 3. Tăng búc ca la mê tha pa sa tha. Tăng búc ca la mê tha pa sa tha. Tăng búc ca la mê tha pa sa tha. Câu số 3, 3 từ. Chữ tăng do cái đại từ tá. Tá cũng là một đại từ nam tính. Và chữ tá này được chia theo đối cách số ít. Đu tỳ gia quỳ phát tí ê câu quá trình á, cho nên chị ta biến thành chị tăng. Tăng là người này, tăng là người này. Rồi búc ca la mê tha, búc ca la mê tha,
do hai từ tức là bút ca lăng cộng với e tha, bút gạ lăng cộng với e tha, thì chữ bút ca lá nó là một danh từ nam tính ha, a karan ta pu đình gạ. Và chữ bút ca lá này được chia theo đối cách số ít, tức là đu tì ya vi phát tì e ca quá trần á, cho nên bút ca lá biến thành bút ca lăng. Bút ca lăng nó cũng giống như cái chữ na ra nè ha, cũng giống như chát ra chát na ha, tức là bút ca lăng cũng có nghĩa là người, na ra cũng là người, cũng là chúng sanh, bạch cha cũng là người, cũng là chúng sanh, nhưng mà tùy theo câu ha. Rồi bút ca lăng cộng với e tha nó biến thành bút ca lăng e tha, bút ca lăng mê tha. Vậy thì cái e tha này nó là một động từ số nhiều ha, một động từ số nhiều. E tha có nghĩa là hãy đến. Bút ca lăng mê tha, người hãy đến ha, đúng rồi, người hãy đến. Rồi cái động từ Pasatha, đây là động từ số nhiều ha. Động từ số ít của nó tức là Pasati, nhưng mà ở đây số nhiều của nó là Pasatha, hãy nhìn xem. Hãy nhìn xem Pasatha. Rồi còn câu cuối cùng nữa chúng ta kết thúc ha. Mutto bandhana me vatha vati, mutto bandhana me vatha vati. Chữ mutto có ở trên rồi, chữ mutto có ở trên rồi, tức là đã ra khỏi hay là đã được tự do hay là đã giải thoát. Chữ mutto mutta. Đã được tự do, đã được giải thoát. Rồi bành thân áp mê quá, bành thân áp mê quá, do cái từ bành thân năng cộng với e quá. Chữ bành thân năng ha, do cái từ bành thân á, nó là một danh từ trung tính, á karan ta na pum sa ka linh ga. Chữ bành thá đó, chữ băng tha đó nó là một danh từ trung tính ha, nhưng mà được chia theo băng thành năng có nghĩa là đối cách đối tỷ gia vi pháp tỷ e ca quá trình á. Băng tha năng đó là sự trói buộc, sự giam cầm. Sự trói buộc, sự giam cầm. Và e quá thì cũng giống như tương tự, giống như trói buộc, giam cầm. Bình thanh á mê quá. Rồi nó dài dòng quá, làm thiết nhật quỳnh vô luôn ha. Bình thanh á mê quá, do chữ bình thanh á cộng với e quá. Bành thân á có là sự trói buộc, sự giam cầm. E quá là giống như bị trói buộc, bị giam cầm. Rồi tha hòa tí có nghe là chạy, tức là tới đây là bắt đầu chạy đó, hết giờ. Vậy thì gom lại ha, gom lại ý nghĩa của những từ này. Hãy đến, hãy nhìn xem cá nhân kẻ đã ra khỏi rừng mà có khuynh hướng ở rừng, đã được thoát khỏi ra rừng là chạy vào rừng trở lại, đã được tự do là chạy vào sự giam cầm trở lại. Ý nghĩa của Phật ngôn qua những cái từ mà chúng ta đã hiểu cái ý nghĩa nó là như vậy. Hãy đến, hãy nhìn xem cá nhân kẻ đã ra khỏi rừng mà có khuynh hướng ở rừng, đã được thoát khỏi rừng là chạy vào rừng trở lại,
đã được tự do là chạy vào sự giam cầm trở lại. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Đa Phổ Thơ Lục Bát thế này: đi tìm vui chốn rừng già để mong thoát khỏi căn nhà thế gian, nhưng kìa chúng lại lộn hoàng mãi xưa trở lại buộc càng hơn xưa. Nên tìm vui chốn rừng già để mong thoát khỏi căn nhà thế gian, nhưng kìa chúng lại lộn hoàng mãi xưa trở lại buộc ràng hơn xưa. Và ngài Hòa Thượng Minh Châu: lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng lại chạy theo ràng buộc. Lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng lại chạy theo ràng buộc. Ở đây cái chữ rừng tức là nói về ái dục, nói về gia đình, hoặc là trong cái sự tu học á, thì hướng theo cái vấn đề khủng, hướng theo những cái cực đoan, ra rồi mình tự làm cho mình đau khổ. Như vậy thì ý nghĩa từ vựng, chúng ta thông qua ha. Tiếp theo là khi biết được ý nghĩa như vậy, chúng ta nên biết luôn cả cái duyên sự ha. Câu Phật ngôn 344 nói lên vấn đề gì? Câu Phật ngôn này, khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên á, ở thành Xá Vệ, thì ngài đã đề cập đến một cái vị tỳ khưu đệ tử của ngài Kassapa. Ngài Kassapa, quý vị biết cái vị này tiếng Việt mình gọi sao ta? Alo Kassapa, nghĩa của tiếng Việt là sao? Alo chị Kassapa. Cái này có thể quý vị hiểu lầm, bởi vì Kassapa tức là trước Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Gotama của chúng ta, có một vị Phật cũng là Kassapa. Trong đệ tử của Đức Phật Gotama cũng có nhiều vị có cái tên là Kassapa. Nhưng mà ở đây là một sự nổi bật, cái ngài Kassapa này là một vị đệ nhất đầu đà, nói theo tiếng Việt tức là ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp. Vậy thì đệ tử của ngài Ca Diếp có duyên sự, cho nên được đề cập trong câu Phật ngôn 344. Duyên sự đó là như thế này: có một vị tỳ khưu là đệ tử của ngài Ca Diếp Kassapa. Vì ấy chứng được ngũ thiền, ngũ thiền là có thần thông mà nghe, có thể biết bay tà tà rồi đó, cũng giống như Đề Bài Lạc Đa ha. Đề Bài Lạc Đa cũng có ngũ thiền, hiện ra biến hóa thành ra những con rắn, nó quấn tay quấn chân của đức vua Asathe, thái tử nha, của thái tử Asathe, rồi thái tử quán hồn sợ sệt. Trong cái sự bất an đó thì Đề Bà Đạt Đa đã xuất hiện trên hình tướng của một vị tăng ha. Và khi thấy một vị tăng như vậy thì coi như là thái tử Asathe có niềm tin, thấy ông sư mà rồi có thần thông như vậy, biến hiện ra những con rắn mà quấn quanh mình, rồi bây giờ trở lại một ông sư thấy oai nghi tế hạnh như vậy, thì coi như Asathe rất là hoan hỷ, tin tưởng Đề Bà Đạt Đa. Chính vì tin tưởng như vậy, và khi cái tâm khởi lên tà mạng, tức là nghĩ bậy, mình sẽ lợi dụng ông thái tử này để mình làm Phật. Bởi vì
Đức Phật Gautama khi xuất thân cũng là một vị hoàng tử, mình cũng là một hoàng tử, mà ông làm Phật được thì mình cũng làm Phật được. Cho nên có cái tâm mà tham ái là nó khởi lên. Cho nên Đề Bạt Đà đã đắc ngũ thiền, có thần thông, nhưng mà khởi lên cái dục vọng như vậy và thần thông nó biến mất. Tức là khi mà cái tâm xấu mà nó khởi lên thì cái thiện pháp nó thiêu hủy. Thì cái vị thiền kheo này cũng chứng được ngũ thiền, cho nên thấy cái cảnh mà ở trong cái nhà của người thợ bạc chính là chú của mình, thì cái vị thiền kheo này tham đắm trong cái vàng bạc danh lợi đó, nghĩ rằng sự giàu có đó sẽ làm cho mình sung sướng, thọ hưởng ngũ dục nhiều hơn là sự tu tập. Và thế là vị tỳ kheo này từ bỏ đời sống phàm hạnh, trở lại một cái người coi như là cư sĩ sống trong nhà của ông chú. Nhưng mà do cái vấn đề lười biếng, do cái vấn đề mà dễ vui, ông chú đó đã đuổi ra khỏi nhà, không cho theo làm cái nghề thợ bạc nữa. Thế là anh chàng này đi lang thang và thân cận với những cái người mà du thú, du thực, hay là nói theo thân bãi này, tức là đi theo những cô hồn sống và nuôi sống cái thân mạng mình bằng cái nghề trộm cướp. Rồi một lần nọ, khi mà tạo những cái ác nghiệp như vậy thì bị quan quân bắt được. Mới bắt trói hai tay của y ra sao, đem ra pháp trường để chém đầu. Trên đường đi tới tại mỗi ngã tư đường thì bị quan quân đánh đập bằng roi và rao truyền cho mọi người biết y tên là một tội phạm, một cái người mà phải phá làng phá xóm, cổ hồn khắc đáng. Y bị trói giữa pháp trường để chờ đến giờ hành quyết. Và đúng lúc đó thì ngài Pa, vị đệ nhất đầu đà trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, đi vào trong thành để khất thực. Bất ngờ đi đến đây thấy tình trạng bi thảm của y như vậy, ngài mới xin quân canh hãy nới lỏng tay trói để cho y được thông thả đôi chút. Và khi mà máu huyết lưu thông thì ngài mới dạy rằng hãy quán tưởng đến nghiệp xứ mà ngươi đã hành trì khi trước, tức là nhớ lại cái đề mục tu tập khi mà còn xuất gia, vâng theo lời dạy của thầy thì mới an trú chánh niệm với án xứ đã từng tu tập, và chỉ trong giây phút sau chứng được ngũ thiền trở lại. Rồi khi đến giờ hành quyết, quan quân mang đến trước cây cọc để chặt đầu y trên cái thớt với cái ý niệm giết chết cái tên cướp này. Tuy nhiên đối với y chẳng một chút giờ sợ sệt hay là có sự hoảng hốt. Mọi người đứng xung quanh với khí giới tuốt ra khỏi vỏ như là gươm giáo vân vân, nhưng mà y vẫn điềm nhiên không có đổi sắc, sắc mặt vẫn tỉnh bơ. Họ rất là kinh ngạc bàn luận nhau. Các bạn hãy nhìn xem, cái tên này không có chút gì là xuống sợ trước tử thần, trước cái chết. Giữa những vũ khí ở trong tay, chúng ta coi như chuẩn bị lên nòng, thế mà y vẫn an nhiên trầm tĩnh, thật là kỳ diệu. Rồi cái sự thán phục đó lan rộng ra, những người hành quyết thấy như vậy tạm đình chỉ án lệnh, trình lên đức vua sự kiện hy hữu này. Khi mà nghe cái sự việc lạ lùng như vậy, đức vua truyền định các thành hãy thả cái tên tội đồ đó ra. Và đức vua phim Bisa ra, quý vị biết đây là một vị thánh thinh văn dự lưu. Đức vua này đã đi đến tỉnh xá Lugwana
bạch trình lên Đức Thế Tôn sự kiện đó. Từ nơi hương thấp ở quê Lú Quán Á, tức là Trúc Lâm, bậc đạo sư phóng hào quang đến trước mặt tên tứ tội và thuyết lên câu kệ ngôn mà chúng ta đang học đây, để đưa lên cho quý vị thấy ha. Câu Phật ngôn 344. Yo nip bana thù quá nà thi mút thù quá nà mút thù quá nà mê quá thà quá tí tăng búc ca la mê tha phát sa tha mút thù bằng tha nà mê quá thà quá tí. Lỡ rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng là chạy theo ràng buộc. Với ý nghĩa câu Phật ngôn này, tức là người nào có sự quyến luyến như đám cây ở trong rừng mà mình đã ra khỏi rồi, vì mình đã từ bỏ đám cây ở trong rừng, tức là sự luyến ái cái đời sống của cư sĩ, đã xuất gia rồi nhưng là chạy trở lại rừng, tức là chạy theo cái sự ái luyến, là cái kẻ trói buộc, là cái vật trói buộc, quay về cái đời sống thế gian. Như vậy ái là cái đời sống thế gian, là cái vật ràng buộc. Các người hãy nhìn những người ấy như vậy, người đã thoát ly khỏi cái vật ràng buộc là gia đình rồi, là còn chạy vào cái vòng trói buộc của gia đình trở lại. Thì ở trên cọc nhọn dưới pháp trường, xung quanh là quan quân, thì cái người tứ tội buộc quán pháp bắt đầu từ cái sanh rồi cái diệt, sau đó chuyển qua tam tướng, tức là vô thường, khổ não và vô ngã, chứng đắc đầu quả dược lưu, thọ hưởng quả vị giải thoát, một cái trạng thái phỉ lạc do định sanh. Rồi tên tử tù bay lên trên hư không ngồi, rồi bước xuống đánh lễ Đức Phật, xin được xuất gia lại. Đức Thế Tôn nhận lời, và sau đó Ngài thuyết lên tùng tự pháp. Và nghe xong, vị tăng vị thương này chứng đắc thánh quả A-la-hán giữa hội chúng, có cả đức vua ngự tại nơi đó. Thì với cái duyên sự này, chúng ta thấy tỳ khưu tu đắc tứ thiền rồi, mê sắc vàng kim bỏ đạo trôi, hoàn tục nhập theo phe trộm cướp, sẽ chăng bị bắt đáng thương ôi. Pháp trường tưởng đã bị đầu rơi, may gặp thầy xưa nhắc mấy lời, định trí niệm ngay đề mục cũ, được vua ăn xá dễ như chơi. Phật dạy người lìa dục xuất gia, nếu ham sắc cảnh chạy về nhà, gông cùng đã mở rồi là buộc, hành giả tu rừng khá nghĩ xa, một lần chết hụt chưa được còn sinh, tâm đã buông rời cảnh sắc hình, quán khổ vô thường phi ngã tướng, đắc ngay la hán quả viên minh. Duyên sự câu Phật ngôn chúng tôi cũng đã trình bày xong, nhưng mà bây giờ 6:23, 7 phút nữa, quý vị có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Quý vị hay thảo luận về câu ngôn này, tại sao ý nghĩa kỳ cục quá ha. Tức là nói rằng đã lìa rừng lại hướng về rừng, thoát rừng lại chạy vào rừng nữa, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng lại chạy theo ràng buộc, là cái ý gì sao? Có phải là ngựa quen đường cũ không? Alo, tại sao người ta nói ngựa quen cũ? Tức là đã biết khổ đau nhưng mà không rời đau khổ là sao? Câu Phật ngôn này cái ý nói lên cái vấn đề chúng ta đã biết nó là tội lỗi nhưng mà bỏ đi thì uổng hả, hay sao mà cái trường hợp này là đại tham hả? Rồi đại tham, bây giờ mời xin Nhật Quỳnh tham cái kiểu gì đây, có ý kiến đi. Rồi xin Nhật Quỳnh nói tại tham, còn Huỳnh Thanh Pháp nói tập khí ha. Rồi xin mời quý vị có ý kiến chứ.
Nam mô Bích Thai. Dạ, dạ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi giảng giải cũng như đọc kinh sự cho chúng con được nghe. Dạ, dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thấy là do mình tham rất là nhiều thì mình trở lại là như vậy, không phải là một hồi thời xưa mà thời bây giờ cũng vậy. Con nghe ngài đọc kinh sự thì con nhớ ở chỗ con hồi trước đây có một cái vị đó, vị thầy mà lúc nhỏ học lớp 9 thôi, bạn với mấy đứa cháu con, và thầy đã rất là thích tu nên là thầy thời đó rất là khó khăn tu, là thầy phải xuất gia, thầy phải đóng cái vị mà vị thầy cho tu phải đóng cửa lại rồi tắt đèn để truyền giới để cho thầy tu, mà học lớp 9 thôi, trốn nhà đi tu cách kiểu như vậy. Rồi sau trở về cái chỗ tàn đó, ở cái chùa đó, cái chùa người ta gọi là chùa làng, thì là cái chùa đó là bà con của thầy không. Dạ, thầy độ được những vị bà con lớn tuổi luôn. Dạ, lớn tuổi rất là lớn, đáng coi như là gia dế là ông bà và cô chú của thầy không. Nhưng dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh khóc. Dạ, sao Nhật Quỳnh thấy im ru. Dạ, 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 cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, thì độ được những vị lớn tuổi rất là hoan hỷ. Dạ, con cũng rất là hoan hỷ. Cái chùa thì chùa làng rất là nhỏ, nhưng sau đó thì thầy kêu gọi thầy hướng dẫn những vị Phật tử này ngày nào cũng tới chùa đọc kinh, rồi bỏ ống heo. Những vị lớn tuổi rất là khó khăn, nhưng mà ngày nào cũng vào chùa bỏ ống heo. Rồi sau đó thì Phật tử ủng hộ xây cái chùa lên thật là lớn và làm sân nơi này kia rất là đẹp. Nhưng mà sau đó thì con thấy vị thầy đã đổi hướng. Dạ, đổi hướng, không còn có sự tu tập như trước nữa. Thì con thấy là không phải đời này là đời trước mà đời này cũng có những vị như vậy phát tâm tu rất là tốt, nhưng mà sau đó lợi dưỡng quá nhiều thì đổi hướng. Dạ, con thấy là như vậy. Con kính chân mít đến đạo tràng. Nam mô Bích Tha. Dạ. Sa thủ sĩ Nhật Quỳnh, tức là ám chỉ về cái tâm vô thường, phải không? Tu mà coi như là truyền giới mà tắt đèn như vậy, nó là tu cái gì? Học mà không tu mà không học, học mà không tu, gì mà giống như cái đại sách đó, tu mà không học, rồi học mà không tu, thì cái trường hợp mà khi mà truyền giới tại sao không sáng sủa, để rồi trong bóng tối như vậy thì coi như thấy đường đâu mà cái là tu mù rồi. Tại quyết tâm tu rất là khó khăn, và truyền giới trong đêm tối nó khổ một cái là cái chỗ truyền giới, cái tăng sự phải rõ ràng. Mà bây giờ cái tăng sự được Đức Phật chứng minh làm đúng pháp mà tại sao phải tắt đèn như vậy? Như vậy thì trong cái vấn đề mà cái hướng đi của mình nó cũng không sáng sủa. Bí mật hả? Bí mật hả? Thì trời ơi, tìm sự thật là phải bật bí. Ai sự thật mà là bí mật? Đức Phật đâu phải bàn tay nắm chặt đâu. Đức Phật là bàn tay rộng mở để chúng ta thấy sự thật. Ngài luôn luôn giảng về tuần tự pháp từ thấp lên cao, thì như vậy đâu có gì bí mật. Đối với giáo pháp của Đức Phật đâu có những cái câu thần chú, những cái câu mà chúng ta đọc không hiểu nghĩa đâu. Rõ ràng ý nghĩa như vậy, bàn tay rộng mở như vậy thì bí mật làm gì? Chính cái bí mật này trong sự tu tập mà không có tăng chứng nè, rồi tăng sự không rõ ràng nè,
chính không rõ ràng như vậy đưa chúng ta vào cái bóng tối, từ bóng tối đi vào bóng tối. À, thì quý vị biết rằng có những vị muốn xuất gia như ngài Rathapa là xin đi tu, con độc nhất trong gia đình xin đi tu, là một cái chứng giả trong cái thành phố đó, à, cha mẹ rất là giàu, à, nhưng mà xin đi tu cha mẹ không cho đi tu thì gia đình của chúng ta bị tuyệt tự, ai mà quản lý cái tài sản này, không cho tu. Nhưng mà ngài quyết tâm không cho tu ạ, thì chết bằng cái hình thức tuyệt thực. À, bây giờ hắn tuyệt thực nó chết thì mình mất đi đứa con, bây giờ chỉ cho nó đi tu thì sống sung sướng thế này, mà đi tu cực khổ quá thì chắc nó cũng phải hoàn tục thôi. À, mình mà mình còn thấy được đứa con của mình rồi được được mấy ngày, à, ông bà mới đổi hướng, à, cho đi tu. Ai ngờ đi tu chứng đắc thánh quả A La Hán, ôm bình bát đi về nhà để tế độ cha mẹ của mình, bởi vì mình đủ khả năng mà. À, ai ngờ đứng trước nhà ông già, bà già thấy mình cũng vì mấy cái ông đầu trọc này con mình mới đi tu, bỏ cái tài sản của cải thôi làm lơ, rồi đứng ở trước nhà thì coi như không ai cho gì hết, thôi lủi thủi đi chỗ khác. À, vừa quay gót thì cái người tớ gái đem cái cháo thiêu đem đổ ở phía ngoài, thì khi mà đem cháo thiêu đi ngang qua mặt á, thì ngài Đắc Thắc Ba Lá mới kêu lại: này thí chủ, à, cái vật thực đó con đem đi đổ thì thôi, hãy đổ vào cái bình bát của Bằng Tăng Atthama. Thì cô kia nghĩ rằng mình đi một đường, nhưng mà có người họ đỡ bớt như thế này thì khỏe, thôi đem cái cháo thiêu đó đổ vào cái bình bát của ngài Rathapa đó. Nhưng mà khi đổ vào bình bát như vậy thì nhìn cái bàn tay của thiếu chủ, tức là con của ông chủ nhà, thì thấy cái bàn tay này biết là rồi ổng là trong cái ai hết đó, à, đây là chủ của mình rồi. Mặc dù không dám nhìn mặt đi tớ mà thấy cái bàn tay biết đây là con của ông chủ mình rồi cái để coi sao. Thì ngài Rathapa La ngài mới tới một cái cội cây gần đó, rồi cái ngồi xuống họ thực cái cháo mà hỏng cháo thiêu đó. Thì cô ta ngạc nhiên, à, nhìn thấy rõ dung tướng, đây là coi như cầu chủ của mình, à, thiếu gia của nhà mình, lật đật chạy về báo, à, chạy về báo. Thì hai ông bà mới lật đật chạy ra, à, thấy con của mình hình như là, à, chính hiệu rồi, à, chính xác rồi, quan hệ quá mời về nhà. Rồi mời về nhà thì quý vị biết không, chào thấy chờ lậu còn gì nữa, thôi như vậy để chúng ta tiếp tục vào lần khác ha, để làm cho quý vị mất thời gian. Thì cái nội quy của chúng ta, à, đã bây giờ là chúng tôi là 3:31, nhưng mà quý vị là 3:33 rồi ha, thôi thông cảm ha. À, với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và kinh văn chính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ vô Phật giáo năm truyền được an lành. Do lời chân thật này, chính dân quả phước đem chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Nha. Xin mời sư Hồng Nhật hoan hỷ kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Thay mặt cho tất cả chư tăng và quý Phật tử.
chúng ta đồng tu một thời kinh để hướng nguyện phước lành, mong rằng các bậc hữu phương thầy tổ hóa vạn được đầy đủ phước báo, và mong cho tất cả những ai đang sống trong đau khổ sự hết khổ, đang sống trong sợ hãi hết sợ hãi, và đang sống trong sầu bi hết sầu bi. Nam mô Bổn Sư Thích, Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy Giá. Chúng con xin thành kính hành lễ chư tôn đức tăng. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu tụng đọc Phật môn để hướng nguyện phước báo đến cho toàn thể những chúng sinh đã quá vãng, nguyện cầu hồng ân của Tam Bảo, phần phước phát sanh chia đều đến cho tất cả chúng sinh được siêu sanh nhàn cảnh, được an vui nơi cảnh giới tái sanh. Nam mô Bổn Thầy Giá. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Iti piso Bhagava Arahaṃ Sammā Sambuddho. Vijja jarana sambanno sugato lokavido anuantaro purisa dhamma sarati sandhari vamanuvasanam buvanto bhagavā citaṃ arahādi guna samyuttaṃ buvathaṃ sirasā namāmi taṃja buvathaṃ ime isa karehi api pujjaya Swakato Bhagavata Thambo Sannikko Akha Iko Eipasiko Upanayiko Bajatang Veditambo Vinyo Hititang Swakata Diguna Sangyuantang Thambang Dirasana Mamitang Jathambang Ime Isakarehi Abhibu Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Samichipatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Yadidam Chantari Purisa Yugani Antapurisa Bungala Esa Bhagavato Savaka Sangho. Hunayo Ba Hunayo Da Hunayo Anjali Karanayo Anuataran Guanyang Ketang Loka Satitang Supatipanna Diguna Sangyotang Sanghang Sirasa Namami Tanja Sanghang Ime Isakare Yabibu Chayami Karaniya Mandha Kusale Najantang Santang Badang Afisama Jasang ku uju jasu uju jasu aju jasamu doana timanisan dua saku jasu baru jambakin ju jasalahu kawan tisan tingriyu dani bagu jambagam ku kule sulana nugin tu naja ku adang sama jare kinji ye na winyu bare ubawa deyum sukino wake Mino Hantu Sampi Santa Bhavantu Sukhita Ta Yeke Jibana Puta Dita Sawana Vara Vara Vase Sadika Vaje Mahanta Vama Chimara Saka Anukatula Dintha Vaje Cha Dintha Ye Janure Vasandhya Vidure Puta Vasambhavese Vasambhe Santa Bhavantu
ba ti ca san nha nay nha man nha sa tu ca me chay ya ma ta ya tha ni yang bua tang a yu sa e ca bua ta ma nu ra ke wam li sa pa pu te su ma na sam pha va ye a pa ri ma nang me tang ya sam ba lu ca su ling ma na sam pha va ye a pa ri ma nang bua tang ya thu cha ti ri yang ya sam ba tang a we สัพพตังติทัญญรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตาสวิกกัมเมโทเอตังสติงละเทไทยรัมมะเมตังวิหารังอิตัมมาหุเตทิญจานุปกัมมะสีลวาดา